Trước khi bước vào chương trình, chúng tôi xin kính mời đồng chí Lại Thị Kim Chi, Chánh Văn phòng Quận Đoàn quận 11 công bố các quyết định khen thưởng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học viên thân mến, trong thời gian 10 năm vừa qua thì các lứa học viên cũng như các quý thầy cô tại Trung tâm Nhạc Sang Hồng cũng đã có rất nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa bàn quận 11. Và hôm nay nhân buổi biểu diễn kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Nhạc Sang Hồng, chúng tôi cũng xin được phép trao các loại giấy khen các cấp như thành đoàn, quận đoàn cũng như nhà thiếu nhi cho quý thầy cô cũng như các bạn học viên đã có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận 11 trong suốt 10 năm vừa qua, giai đoạn từ năm 1997 năm 2007. Trước tiên tôi xin được phép công bố quyết định khen thưởng của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 4 năm 2007, số 114 QĐKT quyết định khen thưởng. Căn cứ Điều 27, chương 7, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc khen thưởng, căn cứ quy định của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về quyền hạn khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản cấp thành phố, xét đề nghị của Ban chấp hành Quận Đoàn quận 11, Ban an ninh quốc phòng địa bàn dân cư Thành đoàn, văn phòng Thành đoàn, Ban thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Điều 1, trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân thuộc Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng có danh sách đính kèm với thành tích có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận 11 giai đoạn 1997-2007. Điều 2, Ban chấp hành Quận Đoàn quận 11, Ban an ninh quốc phòng địa bàn dân cư Thành đoàn, văn phòng Thành đoàn và các cá nhân tập thể có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. Thay mặt Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư Tất Thành Cang đã ký tên và đóng dấu. Sau đây, tôi xin được phép công bố quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Quận Đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Quận Đoàn quận 11, số 21 trên KTTV, quận 11 ngày 12 tháng 4 năm 2007, quyết định khen thưởng. Căn cứ Điều 24 chương 6, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định về việc khen thưởng của tổ chức Đoàn Thanh niên. Căn cứ hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về quyền hạn khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản cấp quận, xét đề nghị của văn phòng quận đoàn, văn phòng nhà thiếu nhi quận 11, thường trực hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng, Ban thường vụ quận đoàn quận 11 quyết định. Điều 1, tặng giấy khen cho 58 cá nhân thuộc Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng có danh sách kèm theo đã có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận 11 giai đoạn 1997-2007. Điều 2, văn phòng quận đoàn, văn phòng nhà thiếu nhi quận 11, thường trực hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng, các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành, thay mặt Ban thường vụ quận đoàn, Bí thư Nguyễn Thanh Tuấn đã ký tên và đóng dấu. Tiếp theo là phần công bố quyết định của Ban giám đốc nhà thiếu nhi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận 11, nhà thiếu nhi, số 01 trên QĐKT, quận 11, ngày 12 tháng 4 năm 2007, quyết định khen thưởng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà thiếu nhi theo hướng dẫn của Hội đồng đội Trung ương về khen thưởng, căn cứ thành tích đạt được của các cá nhân đang học tập tại Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng, xét đề nghị của khối chuyên môn nhà thiếu nhi, Ban giám đốc nhà thiếu nhi quyết định. Điều 1, tặng giấy khen của nhà thiếu nhi cho 79 cá nhân có danh sách kèm theo đã có nhiều cố gắng trong học tập và tích cực tham gia phong trào thanh thiếu nhi tại địa bàn quận 11. Điều 2, văn phòng khối chuyên môn nghiệp vụ của nhà thiếu nhi và các cá nhân nêu tên trên căn cứ quyết định thi hành, giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn đã ký tên và đóng dấu. Kính thưa quý vị, và sau đây phần điều hành khen thưởng của tôi được chia ra làm 4 đợt. Đợt 1, xin mời đại diện các tập thể được nhận giấy khen của Ban thường vụ Thành đoàn tiến lên sân khấu để nhận thưởng. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng. Xin được trân trọng kính mời đại diện dàn nhạc giao hưởng và họp xướng Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng. Xin mời đại diện giảng viên và ban giám hiệu điều hành Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng lên nhận khen thưởng. Xin mời ba đại diện của ba tập thể nêu tên trên tiến lên sân khấu để nhận thưởng. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Đào Trọng Minh, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng lên nhận khen thưởng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Lê Thanh Xuân, thường trực Hội đồng chuyên môn thuộc Trung tâm Âm nhạc Sang Hồng lên nhận thưởng. Và xin mời giảng viên Hứa Thanh Châu, thành viên Hội đồng chuyên môn Trung tâm Nhạc Sang Hồng lên nhận thưởng. Xin được trân trọng kính mời ba đồng chí có tên nêu trên lên nhận giấy khen của Ban thường vụ Thành đoàn.
Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời giáo sư Đặng Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn lên nhận thưởng. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Và sau đây, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn quận 11 lên trao thưởng. Xin được trân trọng kính mời. Xin cảm ơn các đồng chí.